thưa quý vị, và chúng ta đã được thưởng thức 3 phần vườn thử thách của ba người đẹp, và không biết là cảm xúc động lại trong trái tim của hai chàng trai như thế nào đây. Đối với bạn Toàn thì sao nào? Dạ thì bạn đầu tiên là bạn Kim My đúng không ạ? Đúng rồi, Kim My. Bạn có phần thử thách khá là tốt, bạn ứng xử rất là tốt và khôn khéo. Dạ. Còn liên gặp hai cái phần biểu diễn nghệ thuật ca hát của hai bạn Trang Anh và bạn Đông Nghi thì thấy rất là cuốn hút với giọng hát rất là hay. Còn với Quân? Còn Quân? Dạ em thì em coi xong ba bạn thì em không biết nói gì, ba bạn giỏi quá. Cảm giác nha, rung động ở cái tần số nào? Mời Toàn. Dạ như từ đầu em có chia sẻ thì em ấn tượng với bạn số 1. Vẫn ấn tượng, dạ, không thay đổi. Sau khi nghe bạn trình diễn thì cái giọng hát của bạn thấy rất là hợp với cái gu âm nhạc của em. Của em. Dạ. Giữ đèn số 1. Chúc mừng bạn Đông Nghi với phần ấn tượng của bạn Toàn. Còn với Khánh Quân thì sao? Em phải giữ quyết định mình ấn tượng là bạn số 3. Thì Phương vẫn thích nhất là bạn số 2. Và tôi cũng nói với bạn là nếu như ngày hôm nay không có rung động được hai trái tim này, nhưng mà ít nhất cũng rung động trái tim của tôi. Ở trên quãng đường đời có gì mà nó hơi mệt mỏi thì chị Việt Hương vẫn có thể giúp đỡ được em. Và bây giờ xin mời hai chàng trai sẽ bước lên phía trước để chúng ta chờ đón xem nhan sắc thực sự của ba cô gái như thế nào nào. Hình thật của ba cô gái nổi lên. Chúng ta chuẩn bị hò reo để quá. Số 1. Ôi. Bạn số 1 Đồng Nghi nha. Cảm số ơn. Số 3. À, Kim My. Số 2. Trang Anh. Tôi cũng muốn đây. Đổi không? Vẫn còn cơ hội đổi. Dạ không chị. Nhất định số 1, Quân. Còn với Quân. Em thấy cái sự vỗ tay cuồng nhiệt của bạn số 2, em có đổi hay không? Dạ, em không đổi ạ. Nhất định số 3. Trời đất ơi, hai con trai tôi, bởi tôi xanh nó ra, có nết nó y như tôi vậy, trung thủy vô cùng. Vậy thì thôi, coi như là cái duyên rung động tần số. Xin mời hai bạn về đây và tắt màn hình để gặp gỡ bạn số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được sự lộ diện của cô nàng ở vị trí thứ 2. Đó chính là Trang Anh, xin mời. Trên đời này, có người lấy danh nghĩa tình bạn là cái cớ để ở bên ai đó cả đời. Nhưng cũng có người dùng hai chữ này để từ chối một người. Ngày hôm nay tại tần số tình yêu, tình bạn Trang Anh nhận được có vẻ không giống hai phế trên cho lắm. Không chờ đợi cũng chẳng chối từ, là một lựa chọn vừa đủ cho cả hai bên. Dễ thương quá. Ai là Toàn còn ai là Quân có biết không? Tôi nghĩ anh Toàn là anh em mất kính, còn anh Quân là anh bên đây. Có thể là có một người đàn ông khác để vững vàng hơn Quân, để chia sẻ nhiều hơn. Dạ. Thấy Toàn sao? Thì thấy anh Toàn dễ thương với lại chuẩn chạc. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Hy vọng trong chương trình này, mặc dù là anh với em chưa có rung động cái tần số với nhau, sau chương trình này thì sẽ có người thấu hiểu được nỗi tâm của em. Dạ. Và sẽ rung động với em. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với tần số tình yêu. Thưa thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng với vòng tiếp theo, chờ đón xem với riêng những chàng trai rất là xoái ca đằng kia, họ sẽ có bí mật ra sao. Xin mời quý vị đến với bí mật của chàng. Toàn ơi, cái máy điện thoại của em có gì bí mật không? Dạ không chị ơi. Không có gì bí mật, mở màn hình. Em bỏ cái gì lên mờ mịt vậy? Dạ không, đây hình nghệ thuật đó chị. Chụp cho nó ao nét vậy đó. Nhưng mà bây giờ quan trọng là những cái nội dung bên trong. Có cái đàn piano kìa. À đúng rồi chị, cái này là cái phần mềm đánh piano trên điện thoại để em dò tông này kia. Quý vị thấy không? Cái điện thoại của nhạc sĩ có khác. Báo thức đi, có mấy giờ dậy đi hát? 3 giờ sáng dậy đi. Đây là hay không? Đây là giờ mà em đi làm hướng dẫn viên du lịch chị. Em đi rất là sáng sớm. Ba mẹ có thông cảm nghề không? Ba mẹ có sót con kêu nghỉ không? Dạ nói chung ba mẹ cũng ủng hộ em chị. Ủng hộ nghề đàn piano hay là nghề này? Dạ cả hai luôn, tất cả những gì em thích là ba mẹ em đều thích. Thương quá. Vậy hình ảnh của một chàng du lịch như nào? Du lịch sao? Chà, cho có cái ọt. À đây là bạn em chụp lại thôi. Đây là nhóm của em, nhóm Tia Chấp Bạc. À, Tia Chấp Bạc. Gia đình em vui vẻ hạnh phúc. Em bây giờ có bé Nghi rồi, hình ảnh cũng đẹp lung linh, không còn gì để coi. Quân mở điện thoại cho Kim My coi nè Quân ơi. Dạ. Em cho chị coi hình ảnh nào mà em pha chế được một ly cà phê vẽ hình cái tim đẹp thì coi. Có chụp thành công không? Cái đó thì em không có chụp rồi. Em làm em ít khi nào mà em chụp hình lắm. Dạ, cái gì vậy? Pha chế ra thành phẩm. Dạ. Gì đó? Đây là một đi soda. Cái soda màu này của Ý đúng không? Dạ đúng rồi, đây là uống soda. Cái mùi thơm của các kiểu đúng không? Dạ, một loại soda 2 tầng. Cho chị coi hình gia đình này nọ không? Em út gì không? Đi chơi gì không? Ai đó? Dạ đây là em. Ây chà. Ôi cưng quá. Đây là má của em. Trời đất, má độc đáo ha. Má nhiêu tuổi rồi? Dạ má em 50 rồi chị. Má cũng hề hước lắm nha má. Má em rất là hề hước. Cho ra nữa nè. Dạ đây. Không có áp gì nhiều, cũng không có chơi gì nhiều, lo làm lo ăn trật tự hợp lý. Có đồng hồ đi.
đồng hồ báo thức chứ. Dạ đây. Bôn rửa vậy làm gì? Người ta làm hướng dẫn viên người ta mới dậy được sớm. Dạ thì như em nói trước khi quay chương trình của mình thì em đi làm pha chế bên kia. Em làm ca sáng cho nên là 4 giờ rưỡi phải dậy rồi. Bây giờ cái quan trọng là hai cô nàng đó coi điện thoại, khám phá điện thoại của hai anh chàng mà người ta không ưng là mệt á. Trong lúc đó chúng ta nghỉ giải lao trong vòng ít phút.